Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin review một chén nước hoa của nhà By Kilian, đó là chai Perwood. Mình chỉ chọn nước hoa dựa trên cảm xúc của mình thôi, chứ mình không thích chạy theo phong trào. Cho nên có một số chai nước hoa mình rất là yêu thích nhưng mà rất là ít người biết đến. Thì Perwood của Kilian là một trong số đó. Rất là ít người nhắc về chai này, nhưng mùi hương của chai này phải nói là rất là tuyệt vời. Chai này nó được thiết kế coi như là độc quyền cho cái thủ đô Doha của nước Qatar ở như bên Trung Đông thì phải. Cho nên các bạn cũng có thể đoán được đó là cái mùi hương của nó chỉ dành riêng cho khách hàng ở đây thôi. Tức là cái mùi hương chủ đạo của nó sẽ xoay quanh mùi oud, và nó rất là kén người nếu mà các bạn không có quen với lại cái mùi oud. Thì mình có thể khẳng định đây được gọi là một bad boy có nghĩa là chai hư á. Thì các bạn thường nghe nói là phụ nữ họ thích chai hư đúng không? Mặc dù biết là hư hỏng có nhiều tật xấu nhưng mà không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của chai hư. Thì chai Perwood này nó cũng vậy. Mới ngửi lần đầu á sẽ không tránh khỏi ngạc nhiên vì cái mùi oud của nó kết hợp với lại cái mùi động vật á, nó rất là hoang dại. Nó có thể gọi là nó hơi dơ, dirty. Nhưng mà ngửi riết đâm gan nghiện, cứ ngửi hoài mà coi như mình ngửi hoài luôn mà mình không thấy chán bao giờ. Đó là hay ở chỗ đó đó. Bên cạnh cái mùi oud và cái mùi động vật ra thì nó còn có một số mùi hương nổi bật khác như là mùi hoa hồng nè. Thì hoa hồng nó lại làm cho cái mùi hương nó dịu lại, nó kềm hãm lại cái nét hoang dại của mùi oud và mùi động vật. Bên cạnh đó nó còn có mùi phấn hoa dương vĩ, nó tạo cái nét bụi giống như mùi cát trắng mịn màng ở khu vực này đấy đó. Giống như môi trường xung quanh ở Doha đó. Và cái mùi gia vị để miêu tả cái không khí xung quanh được bao phủ bởi mùi thức ăn được nêm nếm với rất nhiều gia vị đặc trưng ở Qatar đó. Hiện tại bên mình bây giờ nó đang mùa thu cho nên nó lạnh lạnh, thì khi mà mình xài chai này phải nói là nó phê dễ sợ luôn. Nhưng mà mình không có dùng cái chai này để đi làm, tại vì mình biết khi mà mình xịt vô thì nhiều người họ sẽ không thích, tại họ không có quen với mùi oud á, họ chỉ ngửi mấy chai designer như Chanel hay là Versace đồ thôi. Còn dáng nhà Indonesian oud á thì mình dùng đi làm hàng ngày, tại vì cái mùi hương nó thân thiện hơn, nó dễ dùng hơn. Còn Perwood này á nó dạng thử thách, cho nên nó chỉ thích hợp dùng vào ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật khi mà mình lái xe đi dạo vòng vòng á. Tự mình trải nghiệm cái mùi hương tuyệt đẹp này trong không khí se lạnh của mùa thu thôi. Tới phần chấm điểm của nó thì mức độ yêu và ghét thì mình chấm nó 5/5. Phải nói là mình rất là yêu cái chai này, cái mùi hương nó phải nói là rất là gây nghiện các bạn. Lần đầu tiên mình ngửi nó mình thấy nó hơi dơ, nhưng mình đã nói là nó có mùi động vật với mùi oud nó hơi hăng. Nhưng mà xài vài lần á cái mình quen á, chua nó phê lắm. Còn cái điểm đặc biệt của nó thì mình chấm 5/5, thì mình chưa có ngửi cái chai nào nó giống như cái mùi Perwood này đó. Cái giá tiền của nó thì nó hơi mắc, nó thuộc dạng giống như là City Exclusive cho nên nó mắc hơn những cái chai thường, hình như là nó $325 thì phải. Cho nên mình chấm nó là 2/5. Lưu hương thì 5/5, nó bám rất là tốt, nhưng mà tỏa hương thì nó tỏa hương gần thôi, nó trung bình thôi, 3/5. Thì mình nghĩ là nó tỏa hương trung bình là một điều tốt, tại vì nếu mà tỏa hương đầy phòng á, với cái mùi hương này á, thì các bạn sẽ làm cho những người xung quanh hoảng sợ. Đó. Thì tổng số điểm của chai này là 4.0/5 điểm. Kết luận của mình về chai này á, thì mình xem đây là một tác phẩm nghệ thuật của nhà By Kilian. Không phải ai cũng biết về cái chai này hay nói quá nhiều về cái chai này, vì đây là một chai nước hoa thuộc dạng thử thách, không có dễ xài. Thì như mình đã nói là đây thực sự là một bad boy. Chắc các bạn cũng biết là cái bài Bleeding Love của Leona Lewis gì đó. Thì khi mà mình ngửi chai này, mình trải nghiệm xong mình phân tích thì tự nhiên mình thấy cái mùi hương của nó và cái cảm xúc của mình ấy rất là giống với là cái lời của bài hát đó. Thì các bạn có thể nghe lại cái bài hát đó. Đó thì chủ yếu là vui vậy thôi. Thì đó là những gì mình cảm nhận về cái chai này. Thì nếu mà các bạn có cơ hội á, thì các bạn cứ trải nghiệm thử cái chai này xem. Thì nói chung á là các bạn nên dùng nó vào trời lạnh, trời mùa hè các bạn xài thì nó hơi khó chịu chút xíu, tại cái mùi nó đã hoang dã rồi, các bạn xài trời mùa hè nó sẽ còn khó chịu hơn nữa. Cho nên xài bây giờ đó, nó lạnh lạnh, nó cái mùi hương nó không quá mạnh mẽ, các bạn ngửi nó rất là phê. Đó,
các bạn xài lần đầu tiên thì mình nghĩ không có ai cũng thích, không phải ai cũng thích nó đâu. Nhưng mà các bạn nên xài khoảng 3-4 lần sau, phải nói là các bạn sẽ giống như mình thôi, nghiện cái mùi này. Ok, đó là những gì mình cảm nhận với chai Perwood này của nhà Baekhyun. Thì sắp tới mình sẽ review thêm một số chai nước hoa nữa. Thì bữa giờ như mình đã nói là mình bận một số công chuyện cho nên mình không có làm clip như lúc trước. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.